Tây Nguyên là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh kinh tế, văn hóa, du lịch của Việt Nam. Những dấu ấn mà Tây Nguyên để lại ngày một đồ sộ hơn qua từng năm. Nhắc đến Tây Nguyên, chúng ta không thể không nhắc đến Gia Lai, tỉnh có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế của miền Trung Tây Nguyên, là vùng kinh tế động lực trong khu vực tam giác phát triển ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia, với các tuyến giao thông huyết mạch trong giao thương hàng hóa như quốc lộ 19 kết nối các tỉnh Tây Nguyên, Campuchia với miền Trung, quốc lộ 14 kết nối liên tục Tây Nguyên, sân bay Pleiku. Trong những năm trở lại đây, Gia Lai đã có những bước chuyển mình thần tốc về kinh tế xã hội qua những con số ấn tượng như tốc độ tăng trưởng GDP 2019 ước đạt 7,22% một năm so với mức trung bình 6,76 của cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 10 bậc trong năm 2018, đứng thứ 33 của cả nước, đứng thứ 2 của Tây Nguyên. Tổng thu ngân sách 2019 lập kỷ lục từ trước đến nay, ước đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Với định hướng phát triển một nền kinh tế ổn định, bền vững, đang chú trọng vào những lĩnh vực cốt lõi, thúc đẩy nền kinh tế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sản xuất chế biến, du lịch. Gia Lai đang là thổi nam châm có sức hút mãnh liệt với các công ty, tập đoàn lớn với hàng loạt những dự án được đầu tư như dự án tổng hợp sân golf kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao FRC Đắk Đoa, quy mô 197 hectare, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ. Tổ hợp nhà phố thương mại kết hợp khách sạn 5 sao FRC Thiêu Đất Nguyễn Văn Cừ với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Khu đô thị K54 quy mô 173 hectare và rất nhiều dự án khác đang được mời gọi đầu tư. Mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Gia Lai những kiệt tác của núi rừng như núi lửa Chư Đăng Gia, biển hồ, thác Sung Khoen, vườn quốc gia Con Ca Kinh, cùng với những công trình mang tính biểu tượng của Gia Lai như chùa Minh Thành, một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam, thủy điện Y Gia Ly là đập thủy điện lớn nhất Tây Nguyên. Khu du lịch Đồng Xanh, những nông trường chè, cà phê trải dài bất tận đã tạo nên một bức tranh du lịch tổng thể hấp dẫn khó cưỡng với du khách. Ngành du lịch của Gia Lai hiện đang như một nàng công chúa thơ mộng đang say giấc giữa đại ngàn, đang được đánh thức bởi hàng loạt lễ hội du lịch như lễ hội đồi cỏ Hồng Đắk Đoa, lễ hội hoa muồng vàng, lễ hội hoa giả quỳ, ngày hội cà phê Việt Nam, festival cồng chiêng Tây Nguyên kết hợp với một nền ẩm thực đa dạng với những món ăn mang đậm sắc bản chất Tây Nguyên như bún khô Gia Lai, gà nướng cơm lam, gỏi lá, muối kiến, bún cua thối, tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt mà chỉ Gia Lai mới có thể mang lại. Có thể nói, những thành tựu kinh tế đột phá như trên của Gia Lai đến từ sự thúc đẩy không ngừng nghỉ từ các đô thị vệ tinh, một trong số đó là huyện Chư Rông. Chư Rông cách thành phố Pleiku 33 km, là huyện có diện tích lớn và có nhiều xã nhất tỉnh Gia Lai. Với vị trí đắc địa này, Chư Rông không chỉ là một điểm sáng về giao thương kinh tế với các vùng miền và các quốc gia lân cận, mà còn sở hữu tiềm năng du lịch với những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên phong phú, kết hợp với sự đa dạng về bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Đến với Chư Rông, chúng ta sẽ choáng ngợp trước sự kết hợp hài hòa đến khó tin giữa thiên nhiên núi rừng và cuộc sống đô thị hiện đại. Tại đây, khách du lịch có thể ghé thăm những gọn đồi với bạt ngàn cà phê và chè, thác bảy bậc tại xã Y Phìn, thác Sung Khoen hoặc các địa điểm du lịch của huyện như nông trường chè Bào Cạn, cánh đồng hoa muồng vàng, những con đường chải vàng hoa giả quỳ. Tất cả tinh hoa núi rừng đều đặt trong bầu không khí trong lành xanh mát của núi rừng, càng khiến nơi đây như một bức tranh phong cảnh hữu tình đầy màu sắc. Không chỉ có tiềm năng du lịch, huyện Chư Rông còn có quỹ đất đỏ ba gian lớn cùng tài nguyên thiên nhiên như quặng bô xít giúp thúc đẩy ngành nông lâm nghiệp và công nghiệp khai khoáng phát triển, với hàng loạt các dự án quy mô lớn được đầu tư như dự án nông nghiệp công nghệ cao FRC Farm quy mô 2.500 hectare với mức đầu tư lên đến hơn 3.000 tỷ, khu trang trại điện gió HBRE đầu tiên ở Gia Lai với quy mô gần 1.800 tỷ. Với những ưu thế đó, Chư Rông ngày càng khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao. Năm 2018 đạt trên 11,8% so với 2017.
tổng thu ngân sách đạt 136% kế hoạch tỉnh giao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 40 triệu một năm. Các chỉ số này vẫn đang tiếp tục tăng khi tỉnh có nhiều chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông và các chính sách thu hút đầu tư vào khu vực này. Một chiều rồng năng động, hiện đại giữa đại ngàn, tô điểm đa sắc màu cho màu xanh Tây Nguyên, hòa cùng nhịp sống yên bình, nhẹ nhàng vốn có của miền đất giàu nền văn hóa dân tộc. Khu dân cư mở rộng chiều rồng xuất hiện, khởi bùng trước vùng đất đỏ Ba San, một làn gió mới của cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn gắn kết và hòa hợp với môi trường thiên nhiên trong lành. Vị trí dự án tọa lạc tại trung tâm thị trấn Chiêu Rồng, nơi tập trung các cơ quan hành chính của huyện, gồm Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cùng các cơ quan khác như bệnh viện, trường học, siêu thị, ngân hàng. Khu dân cư mở rộng Chiêu Rồng với quy mô dự án gần 18,32 hectare, gồm 650 lô đất nền, có diện tích đa dạng 5x30m, 5x37m, 6x37m, tương ứng 150m², 185m², 222m². Hạ tầng được Ủy ban Nhân dân huyện Chiêu Rồng hoàn thiện đầy đủ. Khu dân cư mở rộng Chiêu Rồng hướng trọn hệ thống hạ tầng được nhà nước chú trọng đầu tư xây dựng. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn diện tích phù hợp với mục đích sử dụng. Đặc biệt, các lô đất đều đang có sổ đỏ hiện hữu, mẫu cư 100%. Trong vòng bán kính 2,5 km, cư dân tại đây có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống tiện ích xã hội, y tế, giáo dục đa dạng, trường mầm non, siêu thị, hồ bơi, sân bóng đá, khu vui chơi giải trí đều nằm trong lòng dự án. Cách cây xăng chỉ 100m, cách siêu thị trung tâm 200m, cách các ngân hàng 1 km, cách bệnh viện huyện 2 km, các cơ quan trọng yếu nhà nước chỉ nằm trong bán kính 2 km, di chuyển vào trung tâm thành phố Pleiku chỉ mất 30 phút, kết nối sân bay Pleiku chỉ 40 phút, dễ dàng đến bến xe liên tỉnh chỉ 30 phút. Một trong những yếu tố quyết định lớn đến giá trị bất động sản chính là hạ tầng giao thông. Hệ thống đường xá được đầu tư hoàn chỉnh, vừa giúp cuộc sống thường nhật của người dân thuận tiện, vừa góp phần phát triển kinh tế khu vực. Đây cũng là điểm mạnh của khu dân cư mở rộng Chiêu Rồng, vì không chỉ nhanh chóng tiếp cận các tiện ích xung quanh, cư dân tại đây còn dễ dàng di chuyển đến thành phố Pleiku hay các tỉnh lân cận thông qua hệ thống giao thông đồng bộ như tỉnh lộ 665 và 663. Với bối cảnh các thị trường bất động sản đã phát triển đến cao trào và đang bão hòa như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, v.v. thì những tỉnh đang trong quá trình khởi động, sẵn sàng tăng tốc phát triển như Gia Lai là sự lựa chọn hết sức hợp lý, đặc biệt là phân khúc đất nền giá rẻ và pháp lý hoàn thiện 100% sẽ là sản phẩm an toàn nhất cho nhà đầu tư hiện nay. Chỉ từ 455 đến 570 triệu đồng, quý khách có thể sở hữu sản phẩm đất nền thuộc khu dân cư văn minh và hiện đại với hình thức giao dịch tiền tây nhận ngay sổ đỏ. Khu dân cư mở rộng Chiêu Rồng hứa hẹn mang đến cho cư dân không gian sống tiện nghi giữa thiên nhiên trong lành cùng với các tiện ích xung quanh như trường học, công viên, bệnh viện, v.v. Khu dân cư mở rộng Chiêu Rồng tiên phong kiến tạo nên những cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư. Khu dân cư mở rộng Chiêu Rồng an lạc tận hưởng cuộc sống hiện đại.